game shop.vn, shop bán nick tất cả các loại game. Ngoài ra, trên web còn bán quân huy tự động, thẻ cào game và nhiều dịch vụ khác. Vâng, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ok, mình vừa mới kiếm được cái điệu nhảy thắng tựa con zip này anh em ơi. Hôm nay mình sẽ mang zip này đi chôn tất cả mọi người trong cái map này luôn anh em ơi. Khởi đầu là bạn quá đen đuổi bạn cướp nát ạ. Rồi, ok, ngoại đít. Anh em thấy nó khắm không? Nó quá, nó khắm bựa luôn rồi, ngoại đít luôn. Từ đầu mình sẽ đi chôn rừng mình phát. Chôn nhẹ thôi nha anh em, câu chôn ngoài nó phế là cua đấy. Mày làm cờ gì vậy zip? Rồi, ổn đấy. Còn làm gì nữa hỏi hoài. Quay đít. Chửi rồi anh em ơi. Chửi rồi. À mày được. Mày này bưởi. Ok. Dám chửi ta mày. Dám chửi tao này à. Ngoại đít vào mặt mày. Chửi tao đi. Ngoại đít mặt mày. Đi cầm mờ mờ qua rừng nó kìa. Được rồi, tha cho mày. Rồi bây giờ mình sẽ qua rừng chăm bạn em ơi. Gì vậy? Chắc lộn bên á. Ê rồi ơi. Ăn đang ăn bồ đói em ơi. Yeah. Ngon vãi em ơi. Hàng về. Ôi trời ơi, ngoại đít vào mặt này. Rồi rồi, tôi chạy chạy em ơi. Tôi dùng đồng bọn ra rồi. Đồng ghê. Nó khám vãi em ạ. Vâng, có quả chôn xong mà đứng vẫy đít vào mặt nó quá chi là gọi là khắm luôn. Em bạn, cái con Phoenix em bạn nó tức lắm đấy em ạ. Không làm được gì đâu. Lêu lêu. Rồi, hôm nay mình sẽ ngoại đít vào tất cả mấy cái đứa nào lóng loáng đấy. Mày đít làm đi. Lêu lêu. Trời ơi. Bọn cái điều... nó khắm gì nó bựa vãi em ạ. À. À, rồi Phoenix chết ngon của tỏi. Chắc không lên level 4 anh em ơi, bị mình cái ăn mất con bồ đỏ. Ủa hết cả người. Rồi, ôi dồi ôi, tem mình nó lại xanh xanh rồi. Ôi màu xanh đầy rồi. Hàng về. Trời ơi, em tin nhá. Cái này. Không được em ạ, ít đam thế. Người không sao hết mà thôi. Thôi tem bạn là cũng ngon rồi. Gắt đấy. Trời ơi, rồi, xác lại đây rồi không? Ngoại đít. Chồng mông bò cái xác của bạn mít bên kia luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào đây. Nó nhỏ thôi, không chúng nó nghe thấy em ơi. Hàng về, ôi dồi, ôi trời ơi. Ôi, hết mana em ơi, không đủ mana để gắp bùa về. Đau lòng thế, không biết rồi. Chạy. Bây giờ còn ít tiên này, không dám đứng lại luôn. Rồi ôi, chết. Ôi, tem mình ra rồi. Nhưng mà tem nó cũng về mất rồi. Rồi thôi, đi về anh em ơi. Hết tiết rồi. Hết luôn cả mana rồi. Ý. Rồi. Con Phoenix của nó trong tình trạng là bị ăn hết bùa anh em ạ. Nó tát tất cả xoài ra chứ. Đấy. Tất cả phải coi mông ta. Ý, ngon. Vui vãi trưởng em ạ. Chôn xong là đứng vãi đít vào địch. Hoặc là vào cái thằng bị mình chôn. Nó hay với lều anh em ơi. Ý trời. Rồi, mày là bệnh chết. Chết. À, đồ, tưởng nó cho mình ăn anh em ạ. Tưởng nó cho mình ăn. Nó lừa mình. Ngày được, mà nhớ mặt mày. Dứt nào, dứt ngươi. Mày chạy đi đâu con sâu này. Đi đâu con sâu này. Ê, bùa kìa. Hàng về. Ôi dồi ôi, em xin nhá. Và này cái được rồi em ơi. Vui ngươi. À, dạ, được đấy anh em ơi. Đấy, ăn bùa rồi nó xong rồi. Vãi đít vào mặt nó mới phê. Rồi, ui dồi ôi, đông thế. Cờ cái ép bùa. Ngoại đít vào mặt các bạn luôn. Ui dồi, từ nha. À đúng rồi anh em ơi, đây rồi. Mình nghĩ ra một cái trò anh em ạ. Đúng rồi, mình sẽ đứng ở đây, mình khiêu khích Thảo đến gần mình bắn choáng luôn. Tem mình sẽ giết ngươi. Ơi, mày đi này, bắn choáng này. Chết đi. Giết. Ngu người. Em xin nhá. Rồi, thôi, cú lừa nữa gọi là rất hay anh em ơi. Đấy, mày đi nào, bắn tôi đi. Bắn choáng mà nè, giết nó đi. Chết. Vâng.
Anh em thấy quả trồn nó khám lợ chưa? Nhìn thấy tem bạn nhìn thấy mình ngoại đít thì nó rất là tức, và nó sẽ đến để nó bắn mình, và nó mà trong tầm bắn mình thì trong tầm bắn choáng của mình rồi. Ngu người anh em ạ. Nhìn đây, trồn tao cười ỉa. Không cười ỉa mới lạ đấy. Rồi ngoại đít này là các bạn ra mà đánh tớ này. Đánh tớ, tớ có bắn choáng tớ lại bắn choáng, đồng đội tớ lại giết bạn ngay. Ngu người. Rồi ấy, đây, ngoại đít này hết tiết này. Ủa thôi, đi về. Rồi, đang định phi lại đấy nhưng mà thấy thằng kia nó ít tiết rồi, nó vẫn chưa chịu chui ra. Thôi mình không phi lại nó đây rồi. Thằng về, ui, chạy đi đâu. Thôi, chạy rồi. Đây, đứng ngoại đít luôn. Ngoại đít kiểu kích luôn. Thôi đi về em ơi. Mày nhá, dừng nhá. Nhút dừng bắt đấy là không là dừng đi tây bàn tha rồi. Ê, ngoại đít nào, mày này trúng nhá. Cứ ngoại ra kiểu gì nó cũng ra nó bắn mình anh em ạ. 100% luôn. Kiểu gì cũng ra bắn mình và ra bắn mình bắn toàn cái đồng đội mình thịt nó ngay. Giết, đó. Ê, ngoại đít, chồng mông vào mặt các bạn. Đó, ra bắn mình này, Ủa, thôi, lữ bố. Này thì lữ bố này, bạn định làm gì đấy bạn ơi. Chết đấy. Giết nó luôn. Anh em đâu. Nhào dễ chứ nhưng mà ôi ma lốc nó không chết kìa anh em ơi, gắt vãi xoài ạ. Ai chồng thế, cứ nhớ ấy chồng giết mặt bạn. Vâng rồi giết mặt bạn ra đây mà đánh tớ này à. Đúng rồi, gắt ngay rồi hàng về. Trời ơi, thôi có hai thằng thôi, từ từ thôi. Ôi, không ngu người gì đâu không em ơi. Đi về. Mà thôi giết người luôn. Mày là mày. Ê. Trời ơi, mít chết rồi. Ê, chồng mít vào mặt các bạn. Đây rồi. Mày này. Này, rồi ra đây đứng chuẩn bị ngoại đít mặt các bạn nè. Rồi. Đấy. Nó hợp lý không anh em ơi. Ê, tiệm bạn nó tức gì đâu không à. Mình cũng thấy mình mà đặt vị trí vào tiệm bạn là mình thấy tức lắm đấy. Mà không làm gì được anh em ạ. Vừa hết tiết nó lại còn đứng nó ngoại đít vào mặt. Nó tức gì đâu không anh em ơi. Trời ơi, cắt đấy. Rồi thôi biến về đã hết máu rồi. Tí nó lên lại chồng mông mặt các bạn ngoại tiếp cho nó khám lọ anh em ơi. Đấy. Rồi đấy. Mông ngoại hay không. Ôi trời ơi, đi chôn này. Anh em nào mà quay được cái điệu nhảy zip này thì mang ngay vào đi. Đi gọi là cà khịa tem địch cho nó gắt cho mình nha. Rồi thề với anh em luôn. Bá kinh khủng luôn, 108 rồi này. Trời ơi, nó cứ đi ra bắn mình cái là mình bắn choáng nó và tem mình lại bóp cổ nó ngay. Click năng zip vãi khắm vờ cờ. Ngu người anh em ơi. Rồi. Trời ơi, cái điệu nhảy đây. Này anh em ơi. Nó ngoãi ạ. Không như tem bạn đã tức rồi, tem mình có khi nó còn tức luôn anh em ơi. Hàng đầu có cái con gà nó cứ đứng ngoãi đi vào mặt mình nữa chứ. Tức cả. Ủa không cái được rồi. Thôi. Ơi, hàng về. Ôi trời, chết bố rồi. Thiệt là khám lỡ quá đi. Rồi. Anh em đâu, dạo dĩ trí để tới ra tới ngoãi đít vào các bạn nào. Ê. Ơi. Anh em đâu rồi. Ê ơi. Ê. Hay chưa. Này. Ui dồi ôi, rích nách băng trụ cơ, căng vậy. Rồi, để tớ đứng đây cạc khịa tem địch tiếp anh em ơi. Giết, đấy, đánh ngay. Ngu người, chết đấy. Này rồi, thắng về, trời ơi, giết luôn. Nào, cứ nát, thôi, tí nó thì đi các bạn nhá. Ui vãi hai thiệt, giết, quốc, em đâu, vào giấy chi, giết người. Ôi, thằng kia chết rồi. Rồi, mày chạy này bật tốc hành đuổi luôn này. Giết, ôi trời ơi. Ôi, chạy. Vãi cả xoài. Cái con mít, nó tốc biến ra anh em ạ, để cho mình chết. Cay vãi anh em ơi. Cái phát đấy, nó không tốc biến ra là mình sống rồi. Lo lờ mít nữa. Bố thì anh em ơi. À, được rồi, mày chết đi. Hay lắm anh em ơi. Quả báo đến sớm anh em ạ, mình phải xem nó chết phải này. Mày chết đi. Ấy trời ơi, quả báo đến sớm này này. Hàng này. Tình nghĩa anh em
co chặt bền lâu. mày để cho tao chết thì mày cũng bị giết mà thôi, ngu người. Vâng, đó anh em thấy cái tưởng này cắm lọ không? Nhớ để lại một like nha anh em ơi. Trời ơi, mình thấy nó cắm bá là trưởng luôn đấy. Cầm zip đi ngoại đít vào tất cả mặt là mọi người cả kịa cực mạnh em ạ. Cả kịa cả team mình, cả team bạn luôn. Ngu người. Hàng về. Trời ơi. Dịch. Rồi, thả rừng đấy. Rồi, ngoại đít mặt rừng. Rồi, đi về. Ô lờ. Trời ơi. Cái tem mình là bạn rừng, bạn ấy bị mình tôn nhiều nhất anh em ạ. Thì lồn gì? Lờ zip. Nhầm. Mình phát biểu nhầm anh em ạ. Lờ zip chơi tao à? Gắt đấy. Rồi. Bạn vào hết đây, ngoại đít mặt các bạn luôn. Ôi trời ơi, mà lốc nó phi lên thế này thì ai mà đỡ được anh em ơi. Thôi nha. Mày định đánh tao à? Giết này, giết. Rồi hàng về, giết chúng nó đi. Ôi trời ơi, mà lốc chết ngỏm củ tỏi rồi. Em bắn nó đi bạn ơi. Rồi, giết. Ôi trời ơi, chết hết rồi. Đó. Trời ơi, ghê vậy. Team mình nó vồ vập này. Có SP nó khắm khú như mình làm sao, bảo sao lại không xanh anh em. Rồi chết đấy. Không chết luôn. Rồi mình chạy về đây. Rồi. Ê ơi, giết thằng lít mình đi. Ôi trời ơi, nó lại khắm khu gì đâu không mà. Dù như là lại còn đứa ra nó cứ ngoái đít vào mặt thế này, bố ai mà đỡ được. Giết. Rồi thôi. Mình với cương vị của một SP chân chính, khi mình nhìn thấy nó hết tiết mình lại không cầm được lòng anh em ạ. Rồi chạy được rồi. Giết đi anh em đâu. Vào giết chi. Giết người. Rồi có cả ulti này anh em ơi. Giết luôn. Mày chúng mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu này? Ui giời, sao có mình lao vào đi. Căng vậy. Rồi dừng lên bảng điểm số. AD làm gì? AD làm gì đấy? Hút tất về này. Nó cắm bát cả xoài anh em ơi. Ngu người. Rồi thôi, team bạn không chống cự được rồi anh em ơi. Chống cự làm gì, cái bóng nó bự rồi bạn ơi. Rồi. Rồi ok, chắc cái trận đấu này nó cũng kết thúc tại đây rồi anh em ơi. Vào đây ngoại đít ăn chơi cả khịa cả cái trụ giếng máu team địch luôn. Ngu người. Ok, anh em xem thấy hay nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Và đừng quên comment những ý tưởng khám lọ của anh em xuống bên dưới. Và bấm chuông để không bỏ lỡ các video khám lọ tiếp theo của YoGame nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.